thưa quý vị và các bạn. Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội. Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân có tiêu đề Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại tá, tiến sĩ Đỗ Duy Ánh đã vạch trần những quan điểm sai trái qua những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tác giả khẳng định Chủ nghĩa đế quốc là lực lượng đi đầu thúc đẩy chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam rất quyết liệt nhưng không ra mặt trực diện mà hoạt động ngấm ngầm thông qua lôi kéo liên kết hợp tác để từng bước thẩm thấu chuyển hóa, hợp tác để chuyển hóa, sử dụng thế lực phản động ngoài nước câu kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội trong nước để chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, một số đảng viên thoái hóa biến chất suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cũng hùa theo các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động. Hòng làm cho tình hình an ninh chính trị ở Việt Nam trở nên phức tạp. Thời gian gần đây, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa một cách toàn diện. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức cán bộ, công tác nhân sự đại hội. Hiện nay, họ đang sử dụng thủ đoạn là tập trung tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bôi đen hình ảnh thành tựu của đất nước, hình ảnh lãnh tụ. Họ thường lợi dụng những hạn chế, thiếu sót của ta để chính trị hóa các vấn đề về kinh tế xã hội từ đó tác động làm thay đổi nhận thức về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng nhà nước. Một mặt, họ ra sức kêu gọi thúc đẩy dân chủ đa nguyên, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa cương lĩnh hiến pháp, phi chính trị hóa quân đội công an, thực hiện tam quyền phân lập ở Việt Nam. Thúc đẩy kích động phong trào bất tuân dân sự, tuần hành biểu tình bạo động, khiếu kiện gây điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mặc cả đối kháng chính quyền coi đây là sự tập dượt cho cách mạng màu. Thời gian qua, họ luôn cho rằng các vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, an sinh xã hội, đất đai, cơ sở thờ tự, môi trường giao thông, giáo dục biển đông là những vấn đề nhạy cảm có thể lợi dụng để chống phá. Hiện nay, họ triệt để lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng các sự kiện chính trị các vấn đề phức tạp nhạy cảm về an ninh chính trị để phân hóa chia rẽ thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch hoài nghi thiếu niềm tin vào bản chất vai trò lãnh đạo của đảng họ cũng tìm cách thẩm thấu cấy sâu vào trong xã hội việt nam tư tưởng chia rẽ đường lối đối ngoại của đảng nhất là trong quan hệ với các nước lớn nước láng giềng khu vực về phương tiện, họ triệt để lợi dụng công cụ truyền thông báo chí, không gian mạng và coi đây là ưu thế mũi nhọn, phương tiện chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh tự diễn biến, tự chuyển hóa, dẫn dắt phong trào bất tuân dân sự, chống đảng, chống nhà nước, xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Trước việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ đảng viên. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhất là khi Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Với tiêu đề Vạch trần làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội Đảng các cấp và đại hội 13 của Đảng, bài viết của tác giả Bắc Hà đăng trên báo Quân đội nhân dân cho biết. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp cần chuẩn bị kỹ cả về nội dung, báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội. Trong chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị xác định và nhấn mạnh, công tác nhân sự cần thực hiện phương châm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cùng với đó, báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ rõ ưu điểm khuyết điểm nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế có tính khả thi cao làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả thông qua đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng để chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng từ đầu tháng 10 năm 2018, các tiểu ban của đại hội gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương nghiêm túc. Ngay sau khi được thành lập Từng tiểu ban đều do các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trực tiếp chỉ đạo tiến hành khảo sát tình hình thực tế, tổ chức họp nhiều lần để thống nhất từng nội dung, nhất là những nội dung quan trọng. Công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho đại hội 13 của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy tổ chức Đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12. Đến nay Phần việc này về cơ bản được hoàn thiện. Trung ương cũng đã thống nhất danh sách giới thiệu dự bầu ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 do tổ chức Đảng các cấp, các ban ngành Trung ương và các địa phương giới thiệu quy hoạch. Căn cứ kế hoạch tổng thể, những cán bộ trong diện quy hoạch được Trung ương và các cấp ủy quan tâm tạo điều kiện cho đi đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển công tác để rèn luyện thử thách qua thực tiễn với nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao. Đây thực sự là bước chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Trung ương, của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công tác nhân sự khoa mới. Như vậy, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng đã và đang được cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đánh giá cao qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của Đảng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trước thềm đại hội Đảng các cấp. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đã cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc về đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Chúng dựng chuyện và quy chụp rằng Việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội. Rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho đại hội 13 là ban chấp hành trung ương khóa 12 đã tước đi quyền tự do dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự đại hội 13. Theo họ, thực chất là những nguồn tin thất thiệt trên internet, mạng xã hội thì không chỉ là nội dung văn kiện mà danh sách ủy viên trung ương của đại hội 13 cũng đã có. Đặc biệt, vấn đề nhân sự bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc. Họ tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, như thể họ là người trong cuộc. Họ tung hô ngụy tạo rằng đại biểu dự đại hội 13 của Đảng chỉ còn việc dơ tay biểu quyết đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác. Đặc biệt, chúng trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc. Đại hội Đảng là hình thức là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, mọi sai phạm của cán bộ đảng viên, thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. Nguy hiểm hơn, chúng vu cáo xuyên tạc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi màu, không còn kiên định chủ nghĩa Mark Lenin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vậy, thực chất những luận điệu đó như thế nào có phản ánh đúng đời sống chính trị của đảng cộng sản việt nam và mục tiêu của chúng là gì trước hết cần khẳng định đảng cộng sản việt nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động tất nhiên cũng như các đại hội đảng trước đảng cộng sản việt nam luôn coi trọng việc xem xét vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Cho đến nay, công tác chuẩn bị đại hội 13 đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở Đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Cũng như các đại hội trước, Nhân sự Đại hội 13 đã được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 chuẩn bị chu đáo, công phu. Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc triển khai công tác quy hoạch đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ có chất lượng. Đại hội 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong hệ thống chính trị các cấp, công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Dự thảo báo cáo chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Tuy nhiên, đã thành thông lệ, càng gần đến đại hội 13 của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt thâm hiểm hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 13 của đảng. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.